chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ngâm rượu sâm cau. Thì đây là củ sâm cau bạn nhé. Mình đang rửa sạch này. Sâm cau này thì hôm qua mình đã ngâm lớp vỏ gạo một ngày một đêm rồi. Thì các bạn sau khi ngâm lớp vỏ gạo, các bạn lại đem rửa sạch đi. Thì mình đang dùng máy để xịt, mình đang chuyện là do khách dân nhiều chủ đinh đang rất tiện nhỉ. Và các sâm tiên vua ở đây mình sẽ làm sạch củ sâm cau này, sẽ tí nữa tiến hành ngâm rượu. Rồi ok, tí nữa sau khi xịt xong thì mình sẽ bắt đầu ngâm rượu. Vâng, xin lỗi, đây là củ sâm cau, đây là sâm cau đỏ các bạn nhé. Thì với củ sâm cau thì mình đã biết đến những công dụng rất tuyệt vời, đó là củ sâm cau đó chính là bổ lợn trắng dương, rất chi là mạnh. Ngoài ra nó còn về vấn đề xương khớp và cũng lợi chất cho lợi tiểu đấy. Đây là củ sâm cau của bên shop, và đây là củ rất là đẹp. Thì như tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách ngâm củ sâm cau. Bắt đầu thì chúng ta sẽ đem rửa sâm cau thật sạch. Vâng, sau đó mình ngâm với cả nước vo gạo một ngày một đêm để khử bớt độc tính trong củ sâm cau đi. Rồi sau đó mình tiến hành ngâm sâm cau. Ở đây các bạn chọn củ sâm cau là có màu đẹp, màu đỏ đậm bạn nhé. Củ nào màu vàng hay là sâm sâm chọn củ to. Khi tiến hành ngâm thì mình nên gọt bỏ những cái phần nào đó bị thối hay dập lát đi trong quá trình ngâm để đảm bảo cho ta một bình rượu thật là ngon. Thì với bình rượu sâm cau này thì rất chi là tốt cho sức khỏe, và các bạn ngâm thì mình nghĩ là phải tối thiểu là các bạn ngâm vào khoảng ngâm trong 3 tháng thì là mình bắt đầu tiến hành dùng. Với một cân sâm cau như này thì mình ngâm với một bình là tỷ lệ là khoảng 4 lít rượu. Khoảng tầm 40 độ. Với nếu mà các bạn ngâm sâm cau khô thì có thể nó sẽ thấp hơn. Chỉ cần mình ngâm được 38 thôi. Còn đây là nước tươi thì mình nên cho rượu cao độ để nó hạ xuống là vừa đẹp. Sắp bên mình thì chưa cung cấp loại sâm cau. Sâm cau hàng rất chia đẹp, giá thì đảm bảo. Các bạn có nhu cầu lên cầu và sâm cau thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0986257265. Đây mình đang xếp vào tí nó sẽ đổ rượu. Đây còn đi theo cái củ rất đẹp rồi. Trên này mình có một số bình sâm cau nhưng mà mình sẽ học clip review về sâm cau các bạn xem. Rồi ok, ngày cùng chúng ta chỉ thấy tiến hành là đổ rượu thôi. Chúc các bạn có một bình sâm cau thật là ngon, bổ, rất là sức khỏe.